Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào quý vị khán giả, thì hiện tại là nhân viên của Beginning đang có mặt tại hội trường của lớp học làm chủ Beginning. Thì sau 2 ngày học khóa học Trader Trainer and Leader, bây giờ phóng viên sẽ hỏi một bạn học viên về khóa học Trader Trainer. Rồi, rất vui làm quen với anh có thể giới thiệu về tên hoặc nghề nghiệp chính của anh hiện tại là gì? Rồi, xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Trí. Hiện mình đang kinh doanh qua Hà Nội, Nhĩ Kỳ. Thì mình cũng mới vừa trải qua 2 ngày học thôi. Thực sự cho tới bây giờ thì cảm giác của mình nó rất còn là máu lửa. Lần đầu tiên mình học cái lớp mà phải hoạt động từ 7 giờ sáng, từ 9 giờ sáng. Từ 9 giờ sáng ngày thứ 7 cho tới 9 giờ tối ngày Chủ nhật. Đến mức mà không còn cái sức lực để các bạn nghe bây giờ cái giọng mình nó muốn bể luôn. Nó la lên từ sáng tới chiều, la từ sáng tới chiều. Cái cảm nhận đầu tiên là mình học cái lớp mà sao mà cứ bắt làm đủ cái trời. Làm trong lớp, làm ở ngoài, rồi la làng, la sớm, được đứng lên trên sân khấu, được diễn, được tập mình làm MC, mình được tập mình làm diễn giả. Một cái lớp học đầu tiên mà mình thực hành nhiều nhất trong bi này. Đó là cảm nhận đầu tiên. Cảm nhận thứ hai của mình là mình thấy trong lớp có những cái bài học cực kỳ bổ ích, và cái phần mà bây giờ mình biết tới bây giờ mình còn ấn tượng là cái phần mà thầy dạy cho mình lãnh đạo như thế nào, đào tạo đội nhóm như thế nào, và để mà mình biết cách mình huấn luyện cho đội nhóm mình, huấn luyện cho những người đại lý của mình, huấn luyện cho những người bán hàng của mình để người ta bán thêm doanh thu cho mình. Lúc đầu mình nghĩ là mắc mới phải huấn luyện cho người ta, nhưng tự nhiên bây giờ mình lại học hài sốc mà mình thấy phải huấn luyện người ta, huấn luyện người ta càng nhiều càng tốt. Người mình train lại người ta giỏi thì mình sướng. Nếu mà mình không train cho người ta không giỏi mình khổ. Giống như là thầy nói là nếu như làm hết thì mình không phải là cái tư duy đúng của thầy. Tư duy của thầy là mình làm chủ, mình không cần phải làm nhiều. Mình dạy lại cho lính mình làm, dạy lại cho người khác làm. Đó là giá trị nhiều nhất mà mình học, mình cảm nhận được là mình rất là vui khi mình học ngày hôm nay. Mình nói là cảm giác rất là sung sướng. Và cái phần cuối của chương trình thầy dạy cho mình cách bán hàng, cách kể chuyện. Khi mà mình kể một câu chuyện từ thực trong tấm lòng của mình, cái bằng tấm lòng của mình sẽ nhận được với cái sự đồng cảm của các bạn. Khi các bạn đồng cảm mình, người ta thích làm việc với mình, nhưng đó thì không còn phải là bán nữa, mà vì người ta tin mình, cứ tin mình người ta mua cho mình thôi, người ta tin mình người ta mua cho mình, đó là mình thành công rồi. Mình không cần phải năn nỉ chốt đủ kiểu ấy. Cách mà kể chuyện bán hàng là sau này mình sẽ áp dụng rất là nhiều việc đó. Bữa nay rất là thú vị về cái đó. Chị em hỏi là sau cái bài tập mà lúc chiều thì anh tự bán hàng thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Ok, đây đúng là những lần trước hình cũng bán, nhưng mà không thể nghĩ rằng là cái lần này mình phải lại bán đến mức mà áp lực nó cao lắm vậy. Các bạn biết thầy chia từng nhóm nhỏ, mà người nào cũng la, mình mới gâm hết cổ ra lên mình bán, gâm hết cổ hết sức của mình lên bán, và rốt cuộc cái doanh số mà mình bán được cũng là 11 chai nước hoa, 11 chai nước hoa và chốt được một đại lý. Lúc đầu thì mình còn bán hàng cái kiểu năn nỉ, còn nhưng mà cho tới cái lớp này bây giờ thì mình không nghĩ là nếu mà bán được một lần 11 chai mình năn nỉ thôi mà bán cho một đại lý 10 chai ngay tức, và bán được những đại lý, và những đại lý của mình cũng bán được doanh số của những đại lý của mình trong lớp B luôn, bán được 6 chai mà thì cái bài tập 4 phút đó tạo nên cho mình một cái lửa. Sau này dù cho ngoài ai nói cái gì mặc kệ, mình bán hàng là mình bán hàng thôi. Vì cái lớp bán hàng 4 phút đó cực kỳ máu lửa. Thì nếu mà nói nhỏ là xung quanh áp lượng mình là mình khỏi bán luôn, nói nhỏ là không ai nghe luôn. Đó là cái bài tập 4 phút nên là giá trị cho mình. Rồi, cảm ơn anh. Cho em hỏi một câu nữa là anh có thể chia sẻ một cái cảm nhận là sau khi học cái này là anh sẽ ứng dụng cái việc lãnh đạo vô công việc của anh dành anh như thế nào? Ok, thì cái việc mà ứng dụng á, thì ngay từ trước khi đến đây là mình đã cảm nhận là mình sẽ học để làm gì rồi. Nhưng mà khi mình học rồi mình lại thấy nó còn nhiều hơn nữa, nó còn nhiều giá trị cho để mình áp dụng nữa, chứ không chỉ đơn giản là việc dạy cho nhân viên. Mà bây giờ mình bắt đầu mình sẽ chỉ cho nhân viên, thực sự là chỉ cho nhân viên những cái bước. Giống như thầy nói cái anh biểu, mình bắt đầu mình cho free, mình cho vô tới cuối cùng mình mới bán, thì cái lúc đó mới là giá trị. Vì thế thầy nói chăm sóc khách hàng đi, khách hàng đó đem tới lợi nhuận cho mình. Thời gian đầu thì khách hàng rất là cực, cho tới lúc mà mình tìm được khách hàng rồi, mình cho đại lý rồi, khi lý mình dạy cho lý, thì cái lúc này cần rất là cần yếu tố trainer.
Nếu các bạn không trend được cho đại lý em bán được thì vài bữa nó nghỉ, không trend được cho nó thì vài bữa nó biến mất tiêu. Nếu nó biến mất tiêu thì mình rất cực, mình phải đi tìm đại lý khác. Còn bây giờ mình học được cái mà trend trainer thì mình trend cho nó và nó trend lại cho đại lý của nó và nó trend lại cho người bán luôn. Như vậy thì doanh số mình tin rằng sau học này mình áp dụng đúng cái bài của thầy thì doanh số cho đến với mình không phải là như những ngày đầu mình bước vào bi nữa, nhưng mình tin chắc là sẽ thành công nhờ vào khóa trend trainer này. Mình sẽ áp dụng thật sự là cam kết dừng hết tất cả những gì biết, giống như có những cái tờ cam kết, tôi cam kết chia sẻ tất cả những giá trị mà tôi biết và tôi mong muốn là người ta sẽ giỏi như là thầy nói, và người ta có thể là người ta tự tin như tôi, thì cái điều đó tôi tin chắc là khi người ta tự tin người ta sẽ bán hàng được. Đó là cái giá trị mà tôi học được, nhận được sau khóa trend trainer để đi được. Rất cảm ơn chia sẻ thú vị của anh, chúc anh thành công ạ. Ôi cảm ơn. Xin chào các bạn. Xong lại từng yêu đơn xa rong trên những ngày đầu vừa ba gian đưa đường một xưa gian.